Thưa quý vị, qua triển khai lấy ý kiến góp ý dự án luật đất đai sửa đổi đã có hơn 12 triệu lượt ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp. Trong đó, vấn đề liên quan đến tài chính đất đai, nhất là việc bỏ khung giá đất, định giá đất sát với giá thị trường thu hút nhiều sự quan tâm. Dự thảo luật vừa tiếp tục được Quốc hội khóa 15 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 cũng đề cập nhiều về vấn đề này. Là nhóm đối tượng chịu tác động lớn từ chính sách đất đai, thời gian qua vừa là ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi được cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung quan tâm. Xuất phát từ những vướng mắc trong thực tiễn, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế đặc biệt quan tâm tới các vấn đề về tài chính đất đai, nhất là việc xác định giá đất, bởi thực tiễn có nhiều vướng mắc. Theo như điều 153 của dự thảo luật đất đai thì chúng ta phải tuân thủ cái phương pháp, tuân thủ đúng phương pháp trình tự thủ tục định giá đất theo quy định của pháp luật. Và hiện nay khi mà thực hiện cái định giá đất thì chúng ta áp dụng cái nghị định số 44 năm 2014, trong đó có sử dụng phương pháp thặng dư đối với doanh nghiệp. Như vậy việc áp dụng phương pháp thặng dư là như thế nào thì hiện nay chúng tôi thấy là nó cũng chưa rõ ràng. Báo cáo tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo dự thảo luật đất đai sửa đổi, sẽ tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 để các địa phương đủ thời gian xây dựng, ban hành bảng giá đất mới. Thảo luận tại tổ, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng cũng đã tham gia nhiều ý kiến, nhất là về phương pháp xác định giá đất. Cái điều 158 quy định về nguyên tắc căn cứ phương pháp định giá đất. Ở khoản 4 thì nó quy định 4 cái phương pháp. Và 4 phương pháp này hiện nay là theo luật đất đai hiện hành vẫn đang được thực hiện. Vì hiện nay trong thực tiễn nó đang vướng. Đó là khi áp dụng 4 phương pháp này cho một thửa đất, nó sẽ ra 4 cái giá khác nhau và cái độ chênh lệch cũng rất khác nhau. Chưa kể ngay trong một cái phương pháp, ví dụ như phương pháp là thu nhập thặng dư hoặc phương pháp chiết trừ. Nếu như dùng các giả biến nhiều thì cái giá nó cũng đã có sự thay đổi trong một cái phương pháp. Định giá đất thì cũng là vấn đề mà cử tri quan tâm. Định giá thế nào cho nó phù hợp với lại cái phát triển cái kinh tế thị trường nhưng mà đảm bảo cái định hướng xã hội chủ nghĩa, tuân thủ thị trường nhưng mà có cái can thiệp gì, cái công cụ gì của nhà nước, tức là vừa để cho thị trường phát triển lành mạnh nhưng mà cũng không tạo nên cái xáo trộn, tạo nên cái khó khăn cho người dân, cho doanh nghiệp khi mà triển khai các cái dự án hoặc khi phải nhường đất để mà triển khai các dự án. Chúng tôi đề xuất rằng là nên có một lộ trình đâu đó khoảng từ 3 đến 5 năm làm thí điểm, sau đó nhân rộng. Đấy, nhân rộng thì bắt đầu từ 2026 chúng ta mới có thể là làm một cái câu chuyện là giá đất toàn quốc của chúng ta là nó sát với giá thị trường. Làm thế nào để giá đất sát giá thị trường? Làm sao để chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế mà vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp? Giải pháp để đấu thầu trở thành công cụ tốt trong phát huy nguồn lực đất đai. Việc sửa đổi luật đất đai lần này được cộng đồng doanh nghiệp và cử tri cả nước đặt nhiều kỳ vọng có thể tháo gỡ những khó khăn vướng mắc lâu nay, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.